奶奶，奶奶，奶奶，đường đen là sữa hả? Đen sữa hả? Đen ơi là đen, sao con không thông uống bia hả? Uống không bia. Mặt đen sao quét ấy, mặt đen không đẹp vậy. Nó xù xù mẹt lâm lâm lâm, mẹt xù với mẹ nó. Đen, lại đây con. Mang ba lô ra đây. Dạ. Mang ba lô ra đây. Chưa cái sao không làm. Vì lý do gì vậy thầy? Sao thầy lại làm vậy? Thầy phải nói cho em biết đã. Tại sao thầy lại làm như vậy hả? Đáng quá. Cha Giòn à, Cha Giòn. Mày gặm cái tay tao mày. Cha Giòn à, mình xin lỗi thầy đó. Xin lỗi cậu thật mà hả? Nghĩa là cậu ta muốn mình phải chịu tội nên mới làm vậy phải không? Không biết tại sao mà Chim Chi Im lại biết nữa. Vì cậu ta dặn, nếu nói với thầy chủ nhiệm là một mình cậu làm thì cậu sẽ bỏ qua cho tụi mình chuyện này. Thật sự xin lỗi cậu mà. Xin lỗi cậu thật đó ha, Cha Giòn à. Tha lỗi cho mình đi. Thầy cậu cứ đánh mình đi. Nè, đánh đi. Đó, đánh đi. Anh dẫn nó vô đây cái nó quen, nó vô đây nó ngại mà. Cha Giòn à, cậu không được nó ra được. Ừ. Ừ. Bờ bờ đen quá chả. Chả lưỡi bắt dép. Chả bắt dép lên con quay đi. Sao không chị ăn cây mà. Muốn mua chỉ ăn hệ. Ừ. Rồi đây. Rồi đây. Trời ơi gì cũng biết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.